500 mét là giá thầu để mới chết. Quả Ta đấy mà đang tôi đến không bảo, với màn truyền hình trực tiếp của Cobot. À, đây 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 đây. Cobot này không cần đội mũ luôn. Nhặt đồ. À. không mở Yếu. không mở đâu. Hóa bình người nhỉ? Mũ hút luôn nha. Anh em biết thằng Kiều Văn Thái không? Thằng Kiều Văn Thái béo 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 mà bán gà ủ muối, gà đông tảo ủ muối, bị bớ kìa. À, gà răm, gà luộc muối à? Đâu gà gà đông tảo, gà đông tảo ủ muối bị bớ nên đồn Nhìn vô kìa. xong rồi ủ muối mày. Thằng này À, thấy sợ món mình bạn đấy đấy. đợt này hot nhỉ. Nó không, món đấy hot từ lâu rồi. Cái là không, cái đang nói ở đây ấy, là cái thằng này nó bị công an bắt. Buôn đớ. Lại mua hàng cấm. Buôn hàng cấm này. Đấy, lên báo này. Này thì nổi tiếng này. Tao nổi tiếng luôn, ăn cơm trong đến đầy đá luôn. Nổi thế thì nhà nước nuôi nhá, bảo tồn gấp. Bảo tôm gấp ấy, bảo nhân gấp đi, nhân nhân đi cùng. Nhất là ui số bốn quay một cây Ui, dù. anh em nhìn dù tôi không? Anh em Bay đôi. gì vậy? Ui Quay xe, quay xe. đục rơi một phát xuống mời tiêu luôn. Có được trong, có được trong. Không có. Mẹ là Tao làm đi mà đây. dù quay thì cái mẹ đau cả đầu. Ca này. Cho xin nha. Có ai bắn mày đâu mà xin.